mặc bộ đồ phong cách gọi là rộng thùng thình. Cho mấy con chim lợn nó ghét mình, nó bảo mình có bầu, cho tức chơi. Có bạn chị hay mặc đồ kiểu này, bà mặc đẹp, mình mặc có vẻ chưa đẹp. Bộ đồ này đi với cái túi này đúng hợp luôn này. Đó, thấy không? Nên đeo được màu đen hay trắng. Chế cao vậy mặc áo vừa chị Hà không ạ? Chị Hà đi mua đồ sida trên mạng, cái đứa bán hàng nó kêu phờ di sai, tin nó mua. Mua về mặc bơi trong áo, tiếc của rời định mặc, có mặc được đâu. Cho tôi vô. Bà ơi, nắng rồi bà ơi. Đeo túi này đúng hợp bộ đồ luôn. Túi này hôm anh đeo vào bộ đồ này mà thấy nó đẹp. Nhưng mà không có đồng đạt, không ai quay clip cho mình cả. Túi này có hai màu đen trắng. Mọi người thấy bộ đồ này đeo túi này đẹp không? Hợp không? Đó. Ăn cốc chè tỉnh cả người. Chè này người ta nấu táo đỏ này. Táo đỏ ngọt lắm. Tí chụp bộ quốc tình cho bà Hà tức chơi. Túi này có đen và trắng nhá, có màu đen màu trắng, nhưng mà đeo màu đen không nổi bằng. Đúng cả nhà. Cái túi này đeo màu đen không nổi bằng đúng không? Theo cả nhà đeo màu đen hay màu trắng? Đeo màu đen thì đẩy túi đằng sau đẹp đúng không? Đeo màu đen đẩy túi đằng sau đẹp.
Mọi người xem em mặc cái bộ đồ này ấy, thì em nên đeo túi nào? Em mặc xuông xuông này này, Sài Gòn nắng nóng lắm. Đeo màu trắng hay màu đen? Màu đen đeo thì chất. Cả nhà, đeo màu đen hay màu trắng? Đeo đồng hồ trắng hay đồng hồ đen? Trắng đẹp hơn hả chị? Chắc chưa? Các bà chắc chưa? Các bà nói cho tôi mà mất hình tượng thời trang nào. Tôi đeo cái này xem có hợp lý không ạ? Mời các bà đây. Chanel nguyên cây. Cái đồng hồ Chanel hay đồng hồ Chanel trắng. Đây, kính Chanel luôn. Rồi. Các bà cho một lời nhận xét coi nào. Xinh thời trang đen. Đen đẹp, túi trắng chị ơi. Hôm nay tôi ra đường tuổi chất hơn ông Louis tôi mới chịu. Ông ngày hôm qua mặc chặt chém tôi lắm. Hôm nay tôi quyết định lên đầu. Chứ mình đâu có xấu đâu mấy bà. Đúng không mấy bà? Ông mặc đồ lúc nào đẹp hơn mình vì ông gầy hơn. Nào có chốt một câu à? Team nào đây? Team đồng hồ trắng hay đồng hồ đen? Đấy, hai cái đồng hồ đều Chanel hết. Hai cái đồng hồ đều Chanel bằng giá hết. Kính 490.000. Túi 1550, đồng hồ 3050. Xóa tóc đẹp hơn đúng không? Mọi người xóa tóc đẹp hơn đúng không? Hôm nay ra đường chặt chồng một cái cho nó nhẹ nhẹ chơi coi. Màu đen đeo thì chất, màu trắng đeo thì trẻ. Hay đeo mày hai cái cho vừa chất vừa trẻ. Cái kính này ối rồi ơi, quá đẹp luôn. Chốt màu gì đây, trắng đẹp hơn. Chắc đeo trắng đi à, cho lạ. Chắc đeo trắng đi cho lạ. Chốt trắng nha. Chốt màu trắng nha.